đã ưu chụp đấy. Có ăn đó mà nó chưa có ăn liền. Chạy đi cái điều bố lại rồi nó ăn. Tại vì mình không có băng được rồi vô hết luôn thì nó đâu ôm luôn. Có đồ nè để luôn nhưng mà mất tiêu rồi, mấy cái này đâu có hay đâu, quấy quấy đại vậy. Làm gì chứ giờ quay quay dưới này là nó lấy gì quay dưới này một kỹ thuật mở á ha, kỹ thuật mở một cái bánh như thế nào đó. Chiều đó chiều 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 đó, mở này ra là rút nhíp ra, rút nhíp ra. Ở đây nó có một cái khóa giống như cục cục chì, tài nó học mấy tháng trời nó còn chưa biết mà sư phụ nó không có gì. Giỡn mặt. Rút này ra rồi mới dặn ốc đó ha sư phụ ha. Chút bi mấy. Chắc mình theo sư phụ theo nghề này luôn á, yêu nghề rồi đó. Chút bi đó, lấy cái kiệm vít lấy cái tu vít này ra đó. Sư phụ nghe nói là cái tu vít này ra cái phụ theo ý luôn, phải phải cái đó, đó. Dùng đòn bẩy xoay đóng xuống quả giữ. Có nhiều mấy anh mà học nghề mới ra nghề á, lây hoay với cái việc mà mất thời gian mà lây hoay với cái việc mình tháo cái đó ra rất đơn giản, lấy tay dặn ra cũng được nhẹ thôi này. Đầu ghê trời đó, gì đâu đó, rất đơn giản đó, gì rất đơn giản bình thường như là cái gì đâu rảnh ra. Ô quá dữ. Chưa từng dễ dàng như là một cái gì dễ. Mình thấy khó khăn phải không? Đối với một bàn tay vàng. Đây, đây. Để mở cửa đập thắt anh coi cái này kiểm tra cái này coi. Rồi mình kiểm tra bố thắng. Đập hết xuống. Tại nha. Rồi đập. Đập ơi. Buông, buông. Đập. Thôi được rồi, ok. Ra kiểm tra thắng nhảy là ok. Xịt một cái chất vô đó là chất dầu, dầu hồi á. Dầu hồi nó đóng gói gọi là R17. Đóng gói lại. Rồi phải được chai.
Rồi. Rút lấy trời đây nha. Đã tắt rồi. Thôi, ô. Tắt. Ô, tắt ơi. Ô. Tắt ơi. Ô. Chưa, chưa nha. Hay quá sư phụ. Thắng hay rồi chứ. Tạp ơi. Buông tạp. Buông tạp. Tạp thắng. Buông tạp. Buông thắng. Thôi thôi thắng, thôi thắng. Buông, buông vậy chứ này. Một miếng nhám với miếng sò. Lấy nhám với miếng sò không? Dễ dàng. Dễ dàng đấy. Chưa được 5 giây đã lấy được cái bổ thắng ra. Đây là con heo dầu. Không phải heo dầu. Thắng ơi. Buông. Đáp. Buông. Đáp. Buông. Đáp. Buông. Đáp. Buông. Đập mạnh ơi. Đây là cái hai cái máy, hai cái bơm dầu để đẩy hai cái chú đồ em bố lên ra chút đi bố. Để thắng lại. Cái gì? Đồ đồ em lên chút rồi nó gần bắn rồi không quay được. Đâu có cần phải quay, mày dở mặt quay tài. Mày cần miếng dán là chú kêu em lấy miếng dán ra em đợi đó. Tại 18 mà. Nó bị sụp chặt hết rồi. Lấy súng nó bắn ra tại cho nhanh tại. Có súng mà. Hai con lại. Thank you.
không dây gì cũng được, cũng chỉ cho làm một cách này. Dùng cái kẽm mà máng lên dễ dàng sửa chữa, máng tạm cho nó đi. Vậy chứ chứ rồi vậy sao nữa phải nữa 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 nhẹ mà thắt lại phải không? Rồi thôi buông ra, buông ra, buông ra. Búa đâu tại đây có búa tại này xuống đâu anh mong xuống rồi. Cái này mình lấy xe mình buông tay ra là nó sẽ bị đảo liền. Này đóng dùng hốc đóng lại chỉnh nó cân bằng lại. Đây tới là bàn tay vàng sư phụ tháo. Đây em chỉ đi, em không có chịu bấm máy quay đâu. Ở gần xong em mới bấm. Mình đóng gì để cho nó ra nó chưa? Trời nó không đơn giản. Đó là bàn tay vàng chứ không phải là bàn tay vàng. Đâu có tài. Tài 18 mà. Dùng cái kẽm mà máng lên dễ dàng sửa chữa, máng tạm cho nó đi. Đó,
chứ mãi ở đây cho nó gọn gàng rồi về chỗ này mình đào. Vậy chứ 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 rồi vậy sao nữa phải nữa 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 nhẹ mà không lái không rồi thôi buông ra buông ra buông ra búa đâu tại để con búa tải này xuống đâu anh mong xuống rồi. Cái này mình lái xe mình buông tay ra là nó sẽ bị đảo liền. Này đóng á, dùng phát đóng lại chỉnh nó lại cân bằng lại. Cái này là bị lệch đầu tiên với ác ba dê. Này mình đóng lại. Rồi cái bệnh này thì là mình sẽ chạy theo cái buông tay không được xe nó bị đảo thắng là bị đảo yeah. Bị đảo này nó không bị bố nội bố thắng gì hết mà nó bị đầu tiên nhá phải về mình xử lý phần này xây nhẹ rồi nha để vô bắt tám con ốc lại thế là xong chương trình bảo dưỡng xong. Thoải mái là một người sử dụng hai tay thần thục, không có tay phải thì trái, được dặn được hai tay.